Vâng, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với Lực Tàn TV. Tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến tình hình của người phụ nữ triệu view. Lực Tàn TV sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới để gửi tới tất cả mọi người. Ai tin bà Dung thì tin, Lực Tàn không tin. Đó, nói cho tất cả mọi người một câu ngắn gọn như vậy thôi. Chắc cú Lực Tàn không tin. Được chưa? Có nhiều người gọi điện đến nói với Lực Tàn rằng là mày, tại sao mày bênh cho bà Ngân mà mày lại không bênh bà Dung? Bây giờ bà phụng bà về, bà ở dưới bà Dung rồi là về với em gái của mình thì yên ổn, mày còn soi mói để mày này mày kia. Tôi không thèm nghe. Tôi nói tất cả mọi người nghe như vậy. Đây là cái suy nghĩ của tôi. Tôi suy nghĩ được sao tôi nói vậy. Còn mấy người muốn nghĩ sao thì mấy người nghĩ. Mỗi người nó có một cái suy nghĩ khác nhau. Đó, tôi đã từng giáp mặt với bà Ngân. Đó, tôi đã từng gọi như là tìm hiểu những cái thông tin này kia liên quan đến bà Dung. Thì theo những cái nhận định, theo những nhận xét của tôi, là tôi đã cú một điều rằng là tôi không tin bà Dung. Còn bà Ngân, tôi đã có một cái sự tin tưởng nhất thời, nhất định. Đó, mặc dù bà Ngân nó có sai thực sự như thế nào, nó dẫn dắt bà cụ đi trời nắng trời mưa vậy á, thì tôi cảm nhận thấy là gọi như là đã có một tí sai khi đã lừa lọc người này người kia trước đó. Nhưng mà tất cả mọi người nên nhớ rằng á, bà cụ ở với bà Phụ Ngân á, là tôi nói khẳng định với tất cả mọi người rằng là sẽ sướng gấp vạn lần bà Dung. Được chưa? Kể cả trước đó và đến cho bây giờ luôn. Không biết mọi người bênh vực bà Dung như thế nào, nhưng tôi là tính tôi nói thẳng nói thật. Đó, ở với bà Dung không trước thì sau, tôi sẽ nói là như một cái này cái kia luôn, như cái địa ngục con. Đó, mọi người đừng có ở đó mà hàm hồ. Mọi người hãy nhận xét một cách thật là chính xác vô, công minh vô. Đừng có nghĩ rằng là về với người thân trong gia đình là sướng nha. Đừng có nghĩ ở với bà Ngân là người xa lạ là khổ nha. Đó, cụ bà như vậy á, đi với bà Ngân là được chăm sóc rất là nhiệt tình và chu đáo. Không phải lời bà Ngân nói, mà là những người hàng xóm ở đó nói. Mà không những một người hàng xóm nói, mà đến cả chục người hàng xóm nói. Cho nên là mọi người phải tin. Lực Tàn đã xuống đến tận nơi để tìm hiểu những thông tin như vậy, mà về mọi người lại không tin. Mọi người cứ nói rằng là Lực Tàn này kia. Mọi người cứ đi xác thực thực tế đi. Mọi người ngồi tại chỗ nghe bà Ngân và nghe hàng xóm lắng giềng đó người ta nói như thế nào đi. Anh em Lực Tàn xuống quay nhưng mà quay cũng chưa hết được đâu. Đó. Còn rất là nhiều người, người ta muốn lên tiếng để người ta nói. Như mình ngày hôm đó là ngày đi làm, của công nhân đi làm, tức có khoảng được chục người. Đó, chỉ cần một người nói thôi là chúng ta cũng phải suy nghĩ, chúng ta đã biết được ai đúng ai sai. Ở đây cả chục người nói rồi mà mọi người không tin, mọi người lại cứ nói này nói kia. Đó, đây là em đang nói một số thành phần, những cái thành phần gọi như là chữ thẳng luôn, là nói thật là không có não á, nói vậy đi cho nó nhanh. Còn ai giận được em thì giận, tính em là nó vậy á, cảm thấy nhưng mà không đúng là lên nói luôn. Đó, rất là bức xúc về cái vấn đề gọi như là những cái người này người kia a dua nịnh bợ đi theo làm cái gì, bênh vực làm cái gì, khi những cái hành động, những cái hành vi của cái bà đó trước đó như thế nào. Có rất là nhiều người điện thoại đến cho Lực Tàn TV, từ khi Lực Tàn TV đưa cái đoạn clip đó lên, đưa cái hình ảnh cái khuôn mặt của bà Dung đó lên. Đó, có nhiều người gọi điện đến còn tố nói rằng là ngày xưa nó ăn trộm của chị, giờ chị nhìn trên mạng xã hội chị mới thấy, phát hiện ra cái khuôn mặt đó thì mới nhận ra là cái con mẹ này ngày xưa nó đã cướp tiền của mình. Đó, bà đi vô những cái khu chợ á, những cái chỗ này chỗ kia bà móc túi á mọi người. Có một cái chị kia, nhà thì bị bệnh, cả hai mẹ con bị bệnh vậy á, thủ được có 6 triệu ở trong người bà móc luôn. Đó, may sao bên túi bên tay trái này là đang còn dư được 20 ngàn. Trời ơi là trời. Đó, thế là không biết ai thì bước đầu đã lại nói chuyện này kia mọi người. Bà Dung này nên nói chuyện với cái chị này. Xong nói qua nói lại là cứ kẹp kè thì bắt đầu là nó móc lúc nào không hay. Thì bắt đầu là đến sau đi trả tiền đồ ăn thì móc ra thì không thấy đâu nữa. Là mất cọc tiền 6 triệu. Còn có 20 ngàn ở trong túi quần này nè. Đó. Thì đến khi mà Tàng đăng cái hình của bà lên trên mạng xã hội thì mới phát hiện ra là cái bà này ngày xưa móc túi của mình. Đó. Nói sao chị không thông báo luôn cơ quan chức năng khi bà bị vô khám. Nói là chị có biết đâu, trời ơi là trời. Bây giờ mới coi lại mới biết là chứ biết thì châm thêm vào đó mấy cái đá đơn để cho bà đi luôn đi cho rồi đi. Đó. Mà mọi người nên nhớ rằng là cái sự việc mà móc túi này là rất là lâu rồi, chứ không phải là mới bây giờ. Móc túi này, bài bạc này, đề đốm này, đó, chơi bời sa đọa, nói chung là những cái tệ nạn xã hội cái gì cũng có đó. Cái bà Dung này á,
Nên mọi người nên nhớ rằng người ta đã sống theo một cái cách sống, cái lối sống, cái đó là cái nghề nghiệp tá hình của người ta như vậy. Nghề nghiệp chính của người ta như vậy là chuyên đi lừa đảo móc túi. Mọi người nên nhớ là dân lừa đảo, dân móc túi, đầu đường xó chợ, thì nên nhớ ra một câu là người ta như thế nào. Giang hồ người ta cũng quen nhá. Đấy, những kỹ xảo kỹ thuật này kia người ta cũng quen nhá, người ta va tiếp rất là nhiều thành phần thì mới có cái bản lãnh để sống, để đi móc túi người ta. Chứ không phải là dân lương thiện nó thích là đi móc túi rồi hắn xả thì gãy cánh. Nói tất cả mọi người nghe như vậy. Những người đó người ta có cửa đấy, người ta quen cái đường dây rất là lớn rồi, có thể là người ta không ngán một ai đâu. Đó. Cho nên là mọi người không được bênh vực cái kiểu mù quáng như vậy. Đồng ý là bà cứ nói là bà vô khám ra là bà sẽ này sẽ kia, nhưng mà mới một bữa đầu tiên gặp anh Lê Trinh Thiện khóc nhè nhặt lên trên mạng xã hội, đúng không ạ? Qua bữa ngày hôm sau là biết là lừa lọc, đúng chưa? Đó, rồi bắt đầu là chuyển của bà về dưới á, cứ thấy kênh YouTube của mình mấy cái kênh lớn lên á thì bắt đầu là ngồi than khóc, ngồi tôi hứa này hứa kia, rồi giải thích rằng là tại sao tôi nói xạo như vậy. Nhưng mà mấy kênh nhỏ đến nó thì hành học chửi bới của bà. Mọi người đã nghe được cái clip mới đây chửi bới chưa? Mới đang cách đây khoảng mấy tiếng thôi. Đó, tôi nói là chị không được đi lên nhà rồi mà tại sao chị cứ đi lên nhà? Chị có để in cho tôi làm ăn hay không? Chị có để in để ổn cho tôi làm ăn hay không? Để tôi nuôi chị hay không? Đó, mà sao chị không nghe lời tôi? Đó, nó nói vậy á. Nhưng mà tất cả mọi người biết được cụ bà bây giờ là cái thói tính cách của cụ bà á, là đi theo chị Ngân kia là đi rồi. À, đi đi lại lại thì con người nó bao giờ nó cũng phải thoải mái rồi. Bây giờ về dưới bắt cụ nằm một mình ở đó. Đúng không ạ? Nằm một chỗ như vậy thì có khác chỉ là cái trại giam. Mình tính của cụ phải đi đi lại lại, nằm một chỗ như vậy thì có khi là sinh bệnh ra chứ, ai mà nằm một chỗ mãi được, đúng không ạ? Thì bà cụ có đi lên phòng khách, đi lên đi xuống. Thế là bà nói là đi đi lại lại thì lỡ có té rồi lần này kia thì làm sao? Đó. Cái này là một cái rất là quan trọng, ở như vậy là không thể ở được đâu. Đó, thật sự tất cả mọi người á, bà Ngân kia bà đã nuôi cho cụ bà đến mức độ như vậy á, lo toan từng cái chi tiết á, bà biết được là cụ bà như thế nào, cái căn bệnh và cái thói quen của cụ bà như thế nào là bà Ngân kia bà biết. Còn bà Dung này bà không biết một cái gì đâu. Đó, mà mới có mấy ngày thôi mà đã nặng nhẹ với cụ bà như vậy rồi. Đã có lời qua tiếng lại mà nói mạnh trên mạng xã hội, mà YouTube người ta xuống người ta quay, YouTuber người ta xuống thực quay đó. Vậy mà cũng đã lên là chửi rồi đó. Chứ đừng có nói gì là ở đến lâu dài. Hiện tại bây giờ đang còn số tiền 2 chỉ vàng với lại 500 ngàn đúng không? Với lại anh Lê Thanh Thiện xuống cho, cũng như là những người người ta xuống quay phim á, người ta đến thăm của bà người ta cho tiền là đang còn tiền đó, mà đang còn như vậy á. Lỡ mai không mai mốt người ta biết người ta phát hiện ra rồi á, người ta không cho nữa, thì nên nhớ rằng là cái số tiền đó là nó xài hết rồi thì có nuôi của bà hay không. Tôi đảm bảo tất cả mọi người, tôi khẳng định với tất cả mọi người, nếu mà bà nó nuôi của bà là tôi không phải là thằng tàng nữa mà tôi là thằng điên đó. Tôi nói tất cả mọi người nghe như vậy đó, mọi người phải xác thực một câu rõ ràng như vậy đi. Còn riêng tôi là tôi khẳng định ở và Dung là không ở được đâu, tôi dám đảm bảo với mọi người đó. Nếu như cái sự việc này mà phát hiện ra trước đó, trước khi mà bà cụ đang ở với bà Ngân kia, mà chúng ta mà gặp được bà Ngân á, thì có thể là chúng ta giúp đỡ bà Ngân, giúp đỡ bà cụ để cho bà Ngân không dẫn dắt bà cụ đi lang thang nữa, nữa mà chắc cú bà Ngân là người sẽ nuôi cụ bà đạt tiêu chuẩn hơn. Dù sao đi chăng nữa là cũng đã có một cái thời gian ở với nhau, chăm nom từng chén cơm manh áo, từng cái thuốc men này kia đó, được xác thực từ những cái người hàng xóm, được xác thực từ những cái người gọi ở phòng trọ đó, người ta nói đó là bà Ngân rất yêu thương cụ bà này kia, chứ không phải đến mức độ như tất cả chúng ta đều nói. Còn cái câu chuyện mà đi đi bán vé số thì dắt theo cụ bà đi ấy, là cái đó đã trở thành một cái nghề rồi và đã trở thành một cái thói quen của cụ bà và bà Ngân rồi. Cho nên là chúng ta cứ nghĩ rằng à dắt cụ đi như vậy là này kia, nhưng mà cụ bà nằm ở nhà cụ bà không chịu đâu. Nói cho tất cả mọi người biết như vậy. Tính cách của cụ bà đã quen rồi, làm cả 10 năm mười mấy năm rồi mà không quen làm sao được. Thì đến khi mà nằm ở nhà thì chắc cú được cụ bà cũng biểu thôi, Ngân ơi mày dẫn tao đi để bán vé số kiếm tiền ăn này kia, thì hai mẹ con cũng phải bàn bạc để mà đi kiếm mà ăn chứ, đúng không? Chứ mình bà Ngân đi thì làm sao bà bán được nhiều mà bà sinh được nhiều. Cái đó là cái nghề nghiệp, cái cuộc sống của người ta phải bắt buộc người ta phải làm như vậy. Nhưng mà người ta làm như vậy để người ta nuôi sống nhau, người ta chăm sóc lẫn nhau đó, chứ không giống như cái bà Dung này. Cái bà này là về là gọi như là đang lợi dụng, nghĩ đâu là sẽ được mạnh thường quân người ta cho tiền này kia, nhưng mà chúng tôi sẽ bóc phốt chứ không ai cho bà một đồng. Nói cho bà biết, không có ai cho bà một đồng để tôi coi bà có còn yêu thương gì gì đến bà cụ này không. Cho thì cho bà cụ, nhưng mà sợ nhất là ở với bà Dung thì chắc có khả năng cho bà cụ thì cũng trở thành của bà Dung thôi, cho nên là xài hết rồi bắt đầu là sẽ xảy ra cái chuyện này chuyện kia thôi. Với một con người tính cách như vậy không bao giờ chúng tôi tin tưởng. Còn ai muốn cho thì cho, mà ai muốn làm gì thì làm,
Nhưng mà ở với bà Dung là tôi dám đảm bảo tất cả mọi người là không bao giờ ở được lâu. Đó. Có thể là có mặt YouTube mà đăng quần như vậy, chứ không có mặt YouTuber ở đó thì tất cả mọi người nghĩ là bà sẽ làm như thế nào? Có khi là ăn đòn là suốt ngày đó chứ. Nhìn cái vẻ mặt như vậy cơ mà, cái giọng đinh đá nói chuyện với người ta là mắt đảo như răng lạc như vậy. Đi ra đường thì cũng phải đảo lia lịa đi để tìm được có ai sơ hở để ăn trộm ăn cướp. Bây giờ vô tù rồi tởn rồi, bắt đầu ra rồi có khả năng là đi kiếm một cái việc gọi như là làm nhẹ nhẹ nhàng nhàng để gọi như là xóa đi cái nỗi đau ngày xưa, nhưng mà từ từ rồi kiếm ăn không bằng ngày xưa rồi cũng quay lại con đường cũ thôi. Đó, thứ nhất là quay lại cái con đường móc túi rồi bài bạc trộm cướp, rồi bắt đầu là không được, không đủ tiền để trả nợ thì lại bắt cụ bà đi đâu mà coi. Đó, tôi nói tất cả mọi người biết, nếu như mà lần này mà cụ bà mà đi một lần nữa là cụ bà không qua khỏi luôn, không có người chăm nom. Nếu đi bà Ngân kia thì tôi chấp nhận là tôi cảm thấy là có một cái sự an toàn rõ ràng á, tại bà Ngân là bà hiểu tính cách, bà biết được cái tính của bà, biết được cái bệnh tình này kia rồi cái cách sống như thế nào đó. Tại vì ở một thời gian như vậy người quen lúc nào người ta cũng hơn, nếu bà Ngân không chăm sóc thì bà cụ này đã ra đi từ rất là lâu rồi đó, mọi người nên nhớ như vậy. Mọi người đừng có nhìn vào cái nước da đen, đi ngoài nắng thì nó phải đen chứ, đây là đi công việc đi làm mà, thế bà già đó đen thì không lẽ bà Ngân không đen đúng không ạ? Tất cả mọi người nên nhớ rằng là cái sự cực khổ trong cái cuộc sống của người ta bắt buộc người ta phải đi làm như vậy. Thì ví dụ như là những ai mà biết được, phát hiện trước được, giúp đỡ được rồi thì kiếm cho bà Ngân một cái công việc làm ổn định thì chắc cú bà Ngân này sẽ nuôi bà Phụng này rất là đạt tiêu chuẩn. Còn bây giờ mà bàn giao cái bà Phụng kia cho cái bà em gái ruột đó mà kêu rằng là này kia là sẽ sống an toàn này kia trong cái cuộc sống đó, thì tôi nói thật sự tất cả mọi người bị sai lầm hết rồi. Mọi người không được tin như vậy, tin như vậy là nguy hiểm, không bao giờ được tin đó. Còn rất là nhiều những chi tiết mới đó mà đã chửi ới như vậy rồi, mới đó mà đã có một cái giọng nói đanh thép với cụ bà như vậy rồi, mà cụ bà bây giờ có ú ớ được cái gì đâu, ai hỏi gì thì ớ câu đó mình nói thì không rõ ràng đó. Ở ở không có người mà cỡ hai 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 chị em mà ở với nhau như vậy thì có mà biết cuộc đời của cụ bà sẽ đi về đâu đó. Cho nên mọi người hãy xem lại hết những cái clip đó và chúng ta cố gắng để ý những cái hành vi hành động của người cô gái này để chúng ta biết được cái sự thật nó như thế nào, chứ không có là chúng ta sẽ bị lừa một lần, gọi như là lừa lừa trắng lừa trợn, mà lừa như vậy là khổ, là người khổ nhất là cụ bà đó chứ không phải là ai đâu. Chúng ta đừng có nói chúng ta thương cụ bà là mong cụ bà về ở với người em gái, như vậy là không phải, không bao giờ được, mà tôi khẳng định là không được. Thương là chỉ có vô trại dưỡng lão đó, có thể là vô trại dưỡng lão, còn có thể nữa là cái hạnh phúc nhất mà cái vui vẻ nhất đó, là có thể đến lại với bà Ngân. Đó là tôi mong muốn như vậy luôn á. Và đến lại với bà Ngân thì chúng tôi sẽ có cách để giúp cho bà Ngân có một cái công ăn việc làm nó ổn định để gọi như là nuôi cho cụ bà trong thời gian sắp tới. Còn riêng ở với bà Dung thì chúng tôi không thể nào giúp đỡ được, tại vì những hình ảnh của bà Dung đang nằm trong cái vấn đề khác, cho nên chúng tôi không thể nào chúng tôi xuống quay được cụ bà dưới đó. Đó, mọi người biết rồi đó, dính líu đến cái chuyện này chuyện kia chúng tôi không muốn va chạm làm gì. Một một nhóm bên kia đã quay bên đó rồi thì nhóm bên tôi quay bên này đó, cho mọi người cùng hiểu. Còn riêng thật sự là tôi không phải là tôi bênh vực mà tôi ghét một ai, nhưng mà đây là cái sự việc nó rõ ràng thì mọi người cũng phải hiểu mà ngoại tìm cách để mà giải quyết cái nút thắt này. Còn tôi xin thông báo tất cả những cái người mà đã suy nghĩ về tôi á, thì tốt nhất là không coi thì thôi, đừng có coi. Còn tính của tôi là thẳng thật vậy á, ai buồn thì chịu đó. Còn tôi là tôi nhận ra cái sự việc được rồi, còn mọi người không nhận ra sự việc thì cố gắng theo dõi từ từ sẽ nhận ra sự việc, chứ cũng đừng có gán cho tôi là cái này cái kia, mày hay soi mói này kia đó. Rồi, chúng ta rất cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ.